Cổ động viên Malaysia nhìn U23 Việt Nam mà phát thêm. Năm 2018, Việt Nam vào tới chung kết. Năm nay họ trên lan giang cầu thủ mới, huấn luyện viên mới, thi đấu rất ấn tượng. Nhìn mà phát thêm, tài khoản Husma xin đến từ Malaysia viết. Thất bại 0-2 trước U23 Việt Nam và đặc biệt là tâm lý buông xuôi của thầy trò huấn luyện viên Brad Maloney trong trận chia tay vòng chung kết U23 châu Á 2022 khiến người hâm mộ Malaysia không khỏi nao ngán. Họ tìm tới trang Facebook của Liên đoàn bóng đá Malaysia nơi cập nhật kết quả trận đấu để bày tỏ quan điểm lẫn trút giận. Cổ động viên tên Abigani nhận xét, giải này chúng ta đã chọn nhầm cầu thủ và nhất là nhầm huấn luyện viên. Cùng quan điểm này, tài khoản tên Erfan viết, 0 điểm, 1 bàn thắng, 9 bàn thua. Chia tay thôi huấn luyện viên Brad Maloney, còn chần chừ gì nữa. Tài khoản Ismu chưa chắc, 3 trận thua đậm này đã đủ kinh nghiệm chưa nhỉ. Hay là phải thua thêm nữa mới đủ, hàm ý mỉa mai huấn luyện viên Brad Maloney về phát ngôn cầu thủ trẻ U23. Malaysia sẽ tích lũy kinh nghiệm bổ ích được ông này lặp đi lặp lại trước mỗi giải đấu. Từ U22 Đông Nam Á tới SEA Games 31 và nay là vòng chung kết U23 châu Á. Trước đây chúng ta rất hứng thú theo dõi các đội trẻ và thất vọng với đội tuyển quốc gia. Nhưng đây mọi thứ đảo ngược, thất vọng về lứa trẻ quá, tài khoản Emin Ami bày tỏ, đồng thời dẫn chứng thành tích đáng quên của U23 Malaysia tại ba giải gần nhất. Bị loại từ vòng bảng U23 Đông Nam Á bởi U23 Lào, thua tại bán kết SEA Games 31 bởi U23 Việt Nam và bị loại sớm từ vòng bảng U23 châu Á. Cổ động viên Harish Adam chia sẻ, nhìn vào lứa trẻ hiện tại ở các giải vừa qua, thực sự lo lắng cho bóng đá Malaysia trong tương lai. Năm 2018, Việt Nam vào tới chung kết. Năm nay họ trên lan giang cầu thủ mới, huấn luyện viên mới, thi đấu rất ấn tượng. Nhìn mà phát thêm, tài khoản Husma xem viết. Trong khi tài khoản Hasim nhắc tới thành công của U23 Việt Nam, dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên Gong Okyeong, đồng thời đề nghị U23 Malaysia nên tuyển huấn luyện viên người Hàn Quốc. Liên đoàn bóng đá Malaysia cho biết sẽ chờ báo cáo về thất bại của huấn luyện viên Brad Maloney trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về số phận vị huấn luyện viên người Australia này. Tuy nhiên gần như chắc chắn, ông Maloney sẽ bị sa thải trước thời hạn hợp đồng tới hết năm 2022 sau 3 thất bại liên tiếp. U23 Đông Nam Á, SEA Games 31 và U23 châu Á. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move.